Tin nóng xin biết ngày 13 tháng 1. Tình trạng tài nguyên của Nhật Ba. Do Nam bị đầu độc, lệnh cấm mới, ông trùm réo thẳng tên Tiêu Chiến, người theo đuổi Lợi Dĩnh. Địch đại Nhật Ba Vương Nhất Bác Tiêu Chiến Phạm Băng Băng sẽ là một trong số những ngôi sao xuất hiện trong tin nóng xin biết ngày hôm nay. Trên Weibo đăng tải hình ảnh đời thường và hậu trường trang điểm của Phạm Băng Băng, dù ở tuổi 40 nhưng Phạm Băng Băng vẫn giữ mãi nhan sắc tươi tắn trẻ trung như thiếu niên. Hồ Vũ Y và Trần Đình Ni hôm nay đã công khai tình cảm trên mạng xã hội. Trên tay Trần Đình Ni đeo nhẫn tình hôn. Hai người từng hợp tác bộ phim Gọi Tên Tình Yêu năm 2012 và Tình Yêu Quanh Ta. Vương Gia Nhĩ đổ bộ Cosmo February 2022. Phim truyền hình Đời Này Có Em tên cũ Quãng Đời Còn Lại sẽ phát sóng trên CCTV 8 và Joku từ ngày 18 tháng 1. Anda cập nhật trailer phim tài liệu của Nhật Bác. Weibo của Ní Ninh, nhà sáng lập và chủ tịch của tập đoàn sản xuất dụng cụ thể thao, đăng ảnh chụp chung với Tiêu Chiến. Ông bảo là Tiêu Chiến đến thăm nơi làm việc, trò chuyện rất vui vẻ trong văn phòng, còn ký tặng và chụp ảnh chung. Tạo hình giả nam đáng yêu của Dương Siêu Việt trong phim Thất Thể Cát Tường mới khai máy gần đây. Chị Lợi Tương ngây thơ trong sáng được cộng đồng mạng khen ngợi nữ thần học đường. Mới đây, Hồ Tiến Hồ đã đăng tải lên Douyin một video mới phản hồi về thông tin mình bị nhân viên bỏ thuốc độc, dẫn đến việc bị cầm khiến cư dân mạng hoang mang. Nam diễn viên đã lên tiếng đính chính. Gần đây mình nghe thấy rất nhiều lời đồn, nói từ sau đợt mình gầy đi thì bị nhân viên đầu độc trở thành một người cầm. Hôm nay mình đính chính lại toàn mấy lời vô căn cứ, không hề có chuyện đó nha. Tại vì gần đây mình bận quay phim, lịch trình công việc sắp xếp khá là kín, cho nên ít có cơ hội gặp mặt mọi người. Chị Lợi Dĩnh đang chú trọng sự nghiệp. Dù xung quanh có nhiều người theo đuổi nhưng hiện tại cô ấy vẫn chưa cân nhắc vấn đề này. Nữ diễn viên Tôn Y vừa đăng vlog đi viện sản để sinh em bé. Hồi tháng 7 năm ngoái cô đã thông báo mình đang trong thai kỳ sau khi công khai chuyện tình cảm. Cô được biết đến với các vai diễn trong Bạch Lộc Nguyên, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà và gần đây là bộ phim Khu Vườn Ngủ Say. Vương Nguyên và Nhậm Mẫn trong quá trình quay bộ phim Sán Lạn. Hình ảnh Nhậm Gia Luân trong bộ ảnh gần đây khiến Cnet tan chảy. Ảnh nick hậu trường phim Sơn Hà Biểu Lý của Trần Tinh Húc. Bộ phim hiện đại mỹ thực Tim Độc Trên Đầu Lưỡi xác định tối nay lên sóng trên đài Chiết Giang. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tiêu Đường Đông Qua, diễn viên Nguyễn Kinh Thiên, Tống Tổ Nhi. Nhiều blogger cho biết tài nguyên thời trang của địch đại Nhật Ba vô cùng lớn. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.